chào tất cả các bạn nha Rồi thầy xin chào tất cả các bạn thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn Một 000 câu uh, viết câu không đổi nghĩa nha uh, dành cho các bạn học sinh lớp giỏi lớp 6 lớp 7 lớp 8 nha Rồi đặc biệt một 000 câu này từ giáo trình Cambridge các bạn là của giáo trình Cambridge á. rồi là những cái câu rất là hay những câu rất là chọn lọc các bạn nha Rồi những câu rất là hay rất là chọn lọc uh, thi sao rồi Phương phương ơi sau này có, có kết quả báo thầy với nha làm bài được không em rồi thầy chào Thảo Phương nha, rồi có kết quả nhớ báo thầy với. Rồi à, thì những cái câu này các bạn cực kỳ chọn lọc luôn. Ờ đúng rồi Linh ha. À, nay thầy quẩn em, thầy làm video à, bỏ lên, lên YouTube cho các bạn theo dõi vì ban uh, ngày thầy 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 hơi hơi bận xíu. Rồi một ngàn câu này thầy đã bỏ lên trên bay cho tất cả các bạn rồi nha. Rồi thầy đã bỏ lên bay cho các bạn rồi. Lưu ý đặc biệt là dành cho các bạn lớp sáu lớp bảy lớp tám nè. Rồi. Ở ờ, các bạn mà thi chuyên anh học sinh giỏi á Lớp 9, lớp 10 á, 11 á Rồi nếu mà chưa vững biết câu có thể là xem nha Rồi bởi vì nhiều câu cũng không có dễ đâu Rồi Tài liệu này thầy đã bỏ lên trên cho các bạn rồi Rồi đặc biệt Một 000 câu này không phải là à, Từ à, Sách à, Việt Nam các bạn nha Đây là sách của Cambridge các bạn Có nghĩa rằng nó rất là trao chuốt Và nó rất là natural, rất là tự nhiên Và khá là hay các bạn nha Rồi bạn nào mà thi thi học sinh giỏi lớp 6, lớp 7, lớp 8 làm xong 1.000 câu này, thầy đảm bảo với bạn rằng bạn vô phòng thi, bạn sẽ làm ít nhất là 8 trên 10 câu nha. Rồi. À, Phương Phương có đem đề về không em? À, Phương Phương có đem đề bình bình tĩnh về không? Nếu mà đã có đem về thì cho thầy xin nha. Rồi, Phương có đem về không Phương ơi? Có đem về thì cho thầy xin đề bình định nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết nha. Rồi, chúng ta sẽ viết từng câu một. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết 50 câu rồi tài liệu thầy đã bỏ trên bay được các bạn lên nó tải nha rồi đây các bạn thì câu đầu tiên rồi rồi thầy cảm ơn uh, diệu linh nha rồi cảm ơn diệu linh à, bạn không thể so sánh hai cái họa sĩ này các bạn rồi bạn không thể so sánh hai cái người họa sĩ này rồi ở đây là người ta cho chúng ta là cannot các bạn nha là không thể nha rồi ở dưới đây các bạn người ta cho chúng ta là đe rồi các bạn lưu ý cho thầy là một số bạn nói là thầy ơi cấu trúc uh, thi chuyên rồi uh, thi học sinh giỏi thì thầy thầy tổng hợp được không? Thì xét về ngữ pháp về một số cấu trúc câu thì có thể tổng hợp được các bạn. Còn nhưng những cái câu thế này nè, hầu như không thể nào mà tổng hợp được bởi vì uh, cái câu số 1 này các bạn. Uh, bởi vì cái câu số 1 này nó liên quan tới cái việc mà sử dụng cái cái từ comparison này các bạn và người ta gọi đó là collocation. Rồi là sự kết hợp từ các bạn rồi, thì ở đây thì cấu trúc there is there are các bạn, thì các bạn đã biết ha, chúng ta biết là cấu trúc there is there are, à, tuy nhiên ở đây nó còn liên quan tới cái việc mà các bạn à, biết cách sử dụng cái từ comparison này nè. rồi ví dụ như ở trong desk B một thầy tổng hợp cho tất cả các bạn các word patterns rồi collocation, bạn nhớ, bạn nắm vững, bạn dễ làm ha. rồi, thì ở trong cái câu này ở đây là không có nha, là there is no các bạn rồi đây no. vì sao thầy biết chữ no bởi vì ở trên đây nè người ta cho chúng ta thầy cho người ta cho chúng ta chữ not và thứ hai là khi mà chúng ta nói there is da there các bạn thì các bạn sẽ phải dùng danh từ chắc chắn luôn rồi danh từ người ta đã cho chúng ta sẵn rồi ở đây chính là comparison nha rồi comparison rồi đây chính là danh từ nè there is danh từ và trước danh từ chúng ta sẽ điền cái từ no để cho nó hợp nghĩa trên rồi đây là một cái, một cái cấu trúc mà chúng ta hay gặp là thường gặp đó các bạn Rồi chúng ta thường gặp các bạn học ở trên trường là DI, DA Cộng cho DI thì phía sau chủ ngữ số ít Còn DA phía sau chủ ngữ số nhiều chúng ta đã học rồi Tuy nhiên ở đây không phải là cấu trúc DI, DA nữa các bạn Mà là à, kết hợp với cái việc mà sử dụng cái từ comparison này nè Rồi bạn sẽ sử dụng cái giới từ gì ở phía sau này cũng là một vấn đề nha Rồi cũng là một vấn đề thì trong trường hợp này các bạn sẽ sử dụng cho thầy là between các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ dùng cái từ between. Bởi vì ở đây là hai người hoặc hai vật này các bạn. Rồi. À, ngoài cái à, cách kết hợp từ là comparison between thì các bạn còn có một số cụm từ như là in comparison to hay là in comparison with các bạn nha. Rồi hoặc là compare with. Rồi, hoặc là compare between hoặc là các bạn có một cái à, cụm từ các bạn là make a comparison là làm có sự so sánh các bạn hay là draw a comparison thì tóm lại cách sử dụng cái từ comparison này à, bạn phải nắm ha để mà bạn viết tốt những dạng câu này đó là lý do tại sao mà thầy không thể nào tổng hợp được tất cả các cấu trúc trong tiếng anh các bạn xét về ngữ pháp thì có thể tổng hợp cấu trúc về ngữ pháp thôi còn viết câu nó không khó ở nh những cái cấu trúc về ngữ pháp nha. Nó chỉ khó ở chỗ là sự kết hợp từ. Rồi, ví dụ như vậy. Ở ví dụ như ở đây các bạn có cái từ compare, comparison nè. Bạn tra từ điển nha. Rồi, cầm, bạn tra từ điển các bạn thấy nè. Ở đây là work, pat, uh, work partners các bạn. ở chính là work patterns á, mà chúng ta đã học á. Rồi, chúng ta đã học đó các bạn. Đây, chúng ta đã học nè. Ở trong destination mà thầy hướng dẫn cho các bạn ở đây người ta ghi cho các bạn nè, draw là make nè còn nếu bạn nói rằng có một sự so sánh là have, a comparison là không đúng nha, ví dụ như vậy sự kết hợp từ chúng ta phải nắm vững nha rồi, nắm vững và destination thầy đã hướng dẫn cho các bạn rồi uh, hết uh, b1, b2 và thầy đã tổng hợp cho các bạn là cái uh, cái đây, thầy ví dụ đây là b1 nè, đây 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 work, form, work Form đây, thầy ví dụ nè, chúng ta đã học destination B1 xong rồi Thì ở đó bạn thấy nè, thầy đã tổng hợp cho các bạn ở đây là a kill somebody of nè Tí nữa bạn sẽ thấy rằng chúng ta viết a kill of, a dick to là nghiện nè, a smile somebody for Đây là những cái sự kết hợp từ nè, là sử dụng viết câu rất là nhiều ha Rồi, các bạn muốn viết à, luận này nọ hay là các bạn phải cần phải nhớ những cái này The of care for nè. Tí nữa bạn thấy ha. Sẽ áp dụng cái này rất là nhiều luôn. Rồi. Choose between nè. Vân vân. Rồi. Ở đây thì. Uh, Ngồi B1, B2. Thầy cũng đã tổng hợp cho các bạn là work pattern B2 đây. Mức độ khó hơn. Đây. Be a playoff nè. Rồi. Appear to be còn work in a ransomly with nè. Đây đây. Đây đây. Những cái này đây. Mà bạn không nắm vững ha. Bạn viết dịch sang tiếng Việt thì có vẻ đúng. Nhưng mà bạn không chắc là bạn trật lất. Rồi chúng ta đã xong câu số 1 à, Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 Rồi chưa có thì à, Thầy mấy cái này thầy đã share cho các bạn rất là nhiều rồi nha Ở trên pay của thầy Còn à, t em chưa có thì em cứ inbox thầy gửi nha Rồi em cứ inbox thầy gửi Nhưng mà đừng có xin hết là được rồi nha Nhiều bạn có nói là thầy gửi hết cho em Em phải biết là em đang thiếu cái nào thầy gửi ha Ví dụ như là thiếu B1, B2 Thầy sẽ gửi B1, B2 ví dụ vậy nhiều bạn xin hết tất cả các link thầy không có thời gian thầy gửi luôn rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 2. Rồi, đây câu số 2 các bạn. Thì ở câu số 2 này, các bạn thấy rằng uh, nó sẽ liên quan tới cái việc mà bạn sử dụng cái từ increase nè. Rồi, bạn nào mà biết cách sử dụng cái từ increase này sẽ làm đúng câu này. Còn không thôi là không biết ha. Rồi, như thầy đã nói chính là việc sử dụng từ uh, cách kết hợp từ collocation. Khó là khó chỗ đó các bạn. Còn cấu trúc câu là không khó đâu. Ở đây nè, there were thì chắc chắn rằng bạn sẽ sử dụng một cái danh từ à, số x ở đây rồi hoặc là không đếm được nha và ở trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng cái từ increase các bạn bởi vì increase nó vừa danh từ vừa động từ nha rồi thầy chào tuệ phong nha rồi thầy chào tất cả các bạn nha rồi increase là một danh từ và danh từ increase là đếm được các bạn rồi có một cái sự gia tăng rồi và ở trong bài các bạn ở trong bài của chúng ta nè người ta nói rằng gia tăng một cách đột ngột nha rồi đột ngột thì ở đây bạn uh, người ta dùng trạng từ này các bạn là suddenly ở đây nó là danh từ nha vậy thì trước danh từ bạn sẽ dùng tính từ à, uh, rồi có một cái sự gia tăng uh, đột ngột rồi đây à, uh, rồi đây có một sự gia tăng đột ngột nha rồi đây sẽ đột ngột rồi đó chính là cách sử dụng uh, cái từ increase này các bạn À, nhưng mà chưa xong các bạn. Rồi, đó là bình thường thôi. Ở uh, and uh, cộng tính từ cùng danh từ. Phía sau này, bạn phải xác định được cho thầy. Các giới từ đi với từ increase. Một là in. Hai là by. Và ba là to. Rồi, bạn sẽ sử dụng cái gì nha? Rồi, by là to. Rồi, lưu ý cho thầy. Nếu phía sau là something, nó không có một con số nha. Rồi, nó không có một con số nào hết. Bạn chọn thầy thì in nha. Rồi. Nếu phía sau nó có một con số các bạn, rồi, thì bạn sử dụng buy hoặc là tu có sự khác nhau. Tu là tăng uh, tới cái mức độ đó ha, ví dụ tăng 5% là tu 5%, rồi, uh, còn tăng buy 5%, có nghĩa rằng uh, hiện lúc trước là 5%, rồi, tăng lên 10%. Rồi, chỗ này thì nó, uh, các bạn xem lại ha, rồi, khác biệt chút xíu các bạn, rồi, tăng buy là tăng một khoảng à, bao nhiêu đó ha. Còn tu là tăng tới cái con số đó. Rồi. Còn trong trường hợp này không có con số nào hết. Bạn cứ dùng cho thầy là in nha. Rồi thầy thấy uh, Vũ Hoàng uh, an increase in nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua con tiếp theo các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua con số 3. Đây con số 3 đây. Rồi con số 3 đây các bạn. Thì tôi thấy nó rất là khó để mà hiểu ha là cái công việc của cái người họ sĩ đó. Rồi câu này nãy thầy quên dịch nè. Là số lượng của sinh viên ở trường cao đẳng đột ngột tăng. Rồi, ở câu này người ta dùng chủ ngữ là số lượng sinh viên nè các bạn. Rồi, đột ngột tăng. Ở đây là động từ. Còn chúng ta sẽ viết lại có một sự gia tăng. Rồi, thỉnh thoảng thì các bạn sẽ thấy người ta cho chúng ta là cái từ decrease các bạn. Rồi, decrease. Rồi, giảm nè, tăng. Rồi, đây, giảm cái này là tăng nè, cái này là giảm nè. Rồi cấu trúc này cố gắng nhớ thầy nha. Rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số số 3 nha. Rồi câu số 3. Thì tôi thấy nó rất là khó để hiểu công việc của người họ sĩ đó. Rồi tôi thấy rất khó để hiểu. Rồi chúng ta. Uh, đây bạn thấy nè. Là chúng ta có file x cộng tính từ ha. Rồi file x cộng tính từ. Trước tính từ người ta dùng cái từ trạng từ nè. Để nhấn mạnh và ở đây cái từ typical là tính từ ha ở đây typicality là danh từ và chúng ta có công thức các bạn rồi công thức là cách sử dụng của cái từ typicality nè là have rồi cái từ great này các bạn cái từ great này á thì nó là tính từ rồi great rồi à, tôi có great thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy người ta hay dùng là no typicality các bạn rồi đây chính là deep phicolty à, nè rồi chúng ta sẽ có công thức là have à, cái gì đó no hoặc là gray rồi hoặc là không có cả luôn. Rồi hoặc là bạn có cái từ trouble rồi hoặc là bạn có cái từ problem nha. Rồi problem và chỗ này các bạn sẽ có cái từ in hoặc không nha. Rồi in có hoặc không. Rồi các bạn sẽ dùng một cái verb in cho thầy nha. Rồi đây chính là understanding. Rồi, đây các bạn Lưu ý cho thầy là nhớ rằng Have difficulty, have trouble, have problem In còn in có in hoặc không Còn chỗ này thỉnh thoảng là no hoặc không no No là không có khó khăn Còn great là uh, có khó khăn lớn Và có khó khăn nhiều Rồi, thầy thấy khá nhiều bạn làm ổn ha Rồi, đây chính là cách sử dụng cái từ uh, Cái cấu trúc uh, có khó khăn trong việc gì đó nha rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 4 các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 4 nha. Rồi. Tôi thì chắc nó là một sự thất vọng uh, với bạn rằng bạn đã nhớ buổi hòa nhạc. Tôi thì chắc rằng nó là một cái sự thất vọng đối với bạn vì bạn đã nhớ buổi hòa nhạc. Thì ở trong câu này, uh, các bạn có cái từ disappointment là danh từ nha. Rồi, ở đây người ta cho các bạn disappointed là tính từ. Rồi. Nếu mà danh từ thì các bạn thấy người ta dùng khác nè. Nó là một cái sự thất vọng. Còn ở trong đây tôi chắc rằng bạn nè. Rồi, thì đây là chủ ngữ các bạn, mà đây là tính từ. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái động từ to be vô để cho đi với tính từ nha. Rồi. Thì to be ở đây là hiện tại hay quá khứ, số ít hay số nhiều, bạn nhìn ở trên, người ta cho các chúng ta từ words là quá khứ ha. Thì chỗ này các bạn cũng quá khứ luôn các bạn, rồi you thì phải là were nha, rồi chúng ta dùng cái từ this uh, point, rồi tôi chắc rằng bạn thì rất là thất vọng, rồi rồi tôi chắc rằng bạn thì thất vọng uh, để mà bỏ lỡ cái buổi hò nhạc nha, rồi ở đây to miss uh, the concert, rồi bạn có thể biết rằng to miss the concert một số bạn không viết cái từ to miss ha. Một số bạn không viết cái từ to miss thì bạn có thể dùng cái từ about. Rồi, about thì phải là missing. Bởi vì about là preposition các bạn. Còn kia là to infinity. Rồi, một số bạn không thích viết như vậy ha. Bạn thì thất vọng rằng. Rồi, viết lại các bạn. Dùng đáp thì rằng bạn sẽ sử dụng một cái bệnh đề. Ở đây là you nè. Rồi, you. Thì viết bệnh đề viết lại cái câu trên. Missed. Uh, The concert. Rồi các bạn sẽ viết như thế này nha. Rồi các bạn sẽ viết thế này. Tóm lại cái à, chúng ta gặp may là cái từ Disappointed có rất nhiều cách sử dụng nha. À, nên chúng ta có nhiều cách viết khác nhau chứ không phải tính từ nào cũng đi với từ About, tính từ nào cũng đi với tu vớp và cộng một cái mệnh đề nha. Rồi lưu ý với thầy. Bây giờ khá khuya rồi nha. À, các bạn cứ đi ngủ hoặc là chuẩn bị bài cho ngày mai. Rồi thầy sẽ làm, thầy sẽ bỏ youtube tiếp nha. Và video thì thầy vẫn để trên page các bạn có thể à, theo dõi lại hoặc các bạn in cái shop này ra nè, thầy để trên 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 page rồi, in shop này ra. Tải về in ra làm. Và so sánh với thầy, câu nào sai thì xem à, giải thích, còn câu nào đúng rồi thì thôi cũng được, không sao hết. Rồi, đó là cách học các bạn, không nhất thiết là các bạn phải coi từng câu, nhiều khi nó tốn thời, tốn thời gian. Bởi vì là à, các bạn có mỗi bạn có một background khác nhau nha có bạn giỏi ơi là giỏi các bạn nói nói là thầy ơi thầy giảng chậm thế nhanh lên thầy ơi skip qua những câu dễ rồi uh, có những bạn nói nói thầy uh, thầy giảng là như vậy là là được em thấy uh, uh, phù hợp với em vì vậy rằng thầy cứ giảng chậm nha để cho tất cả các bạn đều hiểu và các bạn giỏi hơn thì cứ làm bài so sánh tô qua các bạn tô qua uh, lấy cái đáp án và các bạn so sánh nha uh, xem những câu sai thôi tại sao mình sai như vậy là là, là đủ rồi rồi câu số 5 các bạn nó thì không cần thiết cho chúng tôi để mà đón taxi chúng tôi ở đây các bạn đây nè đây người ta dùng thì quá khứ nha rồi lưu ý với thầy người ta dùng thì quá khứ bạn cũng dùng lại thì quá khứ nha chỉ là một số trường hợp đặc biệt thôi các bạn người ta dùng thì quá khứ chúng ta có thể dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc là cho hiện tại hoàn thành chúng ta dùng thì quá khứ với điều kiện là chúng ta sẽ sử dụng những số từ đặc biệt như là since như là for này vân vân rồi nó thì không cần thiết cho chúng ta để mà đón taxi rồi ở đây là for us này for us các bạn người ta kéo cái us xuống đây người ta làm chủ ngữ nè rồi chủ ngữ này thì các bạn không thể nào mà dùng lại cái động từ này được hết rồi đây rồi chúng ta phải sử dụng động từ hết ở đây và theo bài là bạn không phải nha rồi, you didn't, đây, you didn't have to. Rồi, bạn không phải các bạn, chính là không necessary, không cần thiết. Rồi, để mà, uh, you didn't have to. Rồi, phía sau có các bạn, take a taxi. Rồi, bạn chỉ cần ba chữ thôi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 6 nha. Rồi, câu 6 đây. Rồi, bạn không thể hút thuốc trong cái khu vực không được hút thuốc rồi bạn không à, thể hút thuốc trong khu vực không được thuốc thì ở đây người ta cho các bạn cái từ ở lao ha rồi người ta thêm ed này các bạn rồi ý người ta nói rằng bị động nha rồi ở lao cho phép ở trên ta dùng hiện tại dưới các bạn dùng hiện tại luôn nha rồi bạn không được cho phép rồi allow lao các bạn rồi thêm ed vô bạn không được cho phép rồi ở lao các bạn dùng tu vớp nha hoặc là allow someone to do something rồi to smoke rồi viết thế này rồi rồi minh uh, uh, nguyệt rồi uh, is not allow you a nguyệt nha rồi nguyệt dùng cái thầy là you are em nha you thì a he see it thì là is em nha I thì em ha rồi tôi biết thầy you we day là a he see it là is I là em hoặc là một một vật ra một vật một người là is nhiều người nhiều vật là a nha rồi đối với thầy rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7 các bạn rồi bạn thật sự nên đeo một cái áo ấm hơn ha rồi một cái áo, ấm ấm hơn rồi ở trong câu này các bạn ở trong câu này người ta đang kiểm tra chúng ta các bạn ở đây nè là cái từ suit nè suit wear nó bằng cái gì cái từ better rồi suốt que nó bằng cái gì đó better bạn thật sự nên rồi lưu ý cho thầy các bạn có cái từ suit cộng v 1 chính là head better head better cộng v 1 nha rồi đây rồi đây que rồi lưu ý cho thầy nha head better này là bằng suit đó các bạn cộng v 1 rồi không phải thì quá khứ nha rồi các bạn đừng có nhầm nha ở đây là không phải thì quá khứ rồi lưu ý với thầy nha à, tóm lại bạn viết là you had better wear a warmer coat ở à, đây không phải là thì quá khứ nha rồi không có nhầm tóm lại là suit bằng had better rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 8 nha rồi số tám các bạn thì nó thì rất là quan trọng để nhớ để mà bo các bạn có từ tip là bo nha bo người phục vụ tip tiền tiếp các bạn còn nếu danh từ thì nó nghĩa là cái mẹo nha rồi nó thì rất là quan trọng để nhớ để bo cái người phục vụ thì nó rất là quan trọng để nhớ các bạn rồi để nhớ ờ à, rất là quan trọng để nhớ có nghĩa rằng bạn bạn đừng có quên hay là bạn không được quên rồi bạn đừng có quên bạn không được quên rồi ở đây you must not các bạn bạn đừng có quên à, ở trên là remember ở dưới đây chúng ta dùng not thì các bạn sẽ sử dụng là forget cho thầy rồi bạn đừng có quên để mà tiếp này à, file này thầy gửi trên trên page cho em 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 kéo xuống đi thầy mới xe cho em đó và vào tải đi em thầy gửi cách đây một tuần rồi đây nè rồi thầy vào nhanh nha đây đầu tiên em vào bay của thầy nha hoặc là em sợ là học học với ấp tôi cho nồ học với auto channel nha rồi học với auto channel à, vào 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 bay của thầy đây nè kéo xuống nè đây từ từ chờ chút chờ chút quá trời đề luôn chờ chút chờ chút chờ chút sao kéo lâu thế từ từ nha đây câu này nè đây kéo xuống một cái có nè rồi đây một ngàn câu với câu không đổi nghĩa nè đây nè, vào comment nha vào comment nè đây tải về nè đây nhiều bạn là cứ không chịu đọc trên đây nè. Thầy ghi là vào phần comment để tải. Bạn không đọc trên đây luôn. Bạn thấy rồi. Đây bạn không thấy link tải rồi. Bạn hỏi thầy ha. thì bạn hỏi thầy thì không sao. Nhưng mà ý thầy nói rằng mình nên đọc một chút xíu thôi. Thầy ghi đủ thông tin đây để bạn cần tìm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp theo các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua con số 9 nha. Rồi số 9 đây. Rồi ở đây các bạn. Ở trong câu số 9 này, bạn có cụm từ nè, under no obligation nè. Rồi, uh, bạn thì không trong bất kỳ trường hợp nào là chấp nhận cái lời đề nghị của anh ấy. Rồi, under no obligation các bạn. Có nghĩa rằng bạn thì không có nghĩa vụ. Rồi, để em chấp nhận cái lời đề nghị của anh ấy nha. Rồi, ở đây chúng ta có under no obligation là không có nghĩa vụ các bạn. Rồi, hoặc là không trong bất kỳ trường hợp nào rồi, rồi uh, thì ở đây uh, bạn viết cái từ du nè, bạn không có nghĩa vụ ở đây người ta cho các bạn cái từ have có nghĩa rằng bạn không cần phải nha, rồi bạn không có nghĩa vụ nghĩa là bạn không cần phải, rồi bạn không cần phải nhiều đơn phép tu cộng với một cái set. accept uh, rồi his offer phía sau có rồi nha, rồi đủ rồi À, một ngàn câu này dành cho các bạn học sinh giỏi lớp 6, lớp 7, lớp 8 nha. Các bạn thi uh, FCE hoặc là thi PET nha. Rồi, phần viết câu FCE PET chỉ ở đây mức này các bạn. Đây chính là những câu mà thầy tổng hợp ở sách uh, FCE các bạn của Cambridge. Rồi, câu tiếp theo. Đây, nó là một cái lỗi lầm. Rồi, uh, để mà đi tới cái ngôi nhà, để đi tới cái nhà hàng đó nha. Rồi, ở đây người ta cho các bạn từ suốt nè rồi từ suốt nha các bạn rồi người ta cho chúng ta từ suốt rồi đây người ta cho các bạn từ suốt nha lưu ý cho thầy bạn nào mà viết rằng you should not go to that restaurant last night là trật lất nha bạn tưởng bạn đúng nhưng mà không đúng các bạn bạn nào viết thế này không đúng nha bởi vì sao rồi rồi đã bởi vì sao các bạn bởi vì ở trong sách destination chờ thầy xíu nha thầy hướng dẫn cho các bạn ở trong đó luôn để mà các bạn để mà các bạn à, chờ thầy chút nha để mà các bạn biết được các bạn cần học chỗ nào để mà các bạn làm được những cái câu đó nha rồi đây chờ thầy xíu đây đây chờ thầy chút nó nằm ở trong bài này rồi chờ thầy xíu model 3 trang 94 sách desk 2 unit 22 rồi, trang 94. Rồi, đây, trang 94. Rồi, đây, trang 94 đây. Rồi, đây các bạn. Ở trong bài này nè. Ở trong cái unit. Uh, đây, unit 22. Destination B1 là quyển sách mà thầy đã hướng dẫn đủ hết cho các bạn 100% ở trên Youtube đó nha. B2, Destination B2 cũng hướng dẫn các bạn luôn. Thì ở đó bạn thấy nè. Could have cộng V3 nè. Ở đây ta ghi là should have cộng V3 nè. Rồi. Để nói rằng à, một cái chuyện ở trong quá khứ thì sai, thì tệ hoặc là sai. Đây, should have V3. Rồi, đây, suốt have còn V3, chuyện trong quá khứ bạn. Rồi, thì you should have invited Carol là bạn nhẽ ra đã mời Carol. Rồi, lưu ý thầy nha. Là chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà bây giờ mình nói à, có hoặc không nha. Rồi bạn thấy là Dash B1 ha, chúng ta đã học cái công thức này rồi. Nó là một lỗi lầm. Nghĩa rằng bạn à, chúng tôi nhẹ ra không nên các bạn. You we should not have cộng V3 nha. Rồi, gone. Rồi, bạn nào viết cái này mới đúng nè. Bởi vì ở trên các bạn, hành động trên đã xảy ra rồi, ở quá khứ rồi. Ở đây các bạn nói rằng bạn ân hận đời, bạn nói rằng nhẹ ra đã nên. Cái này chính là nhẹ... Nhẹ, rồi à, nhẹ ra, đã nên, à, không nên Rồi, các bạn sẽ viết như thế này cho thầy nha Rồi, các bạn sẽ viết thầy Để thầy học sinh giỏi lớp 11, thầy giải một, wow, một số đề đó em Olympic 30 tháng 4 đó hoài ơi, trên kênh của thầy á Em vào nó ha, có đầy đủ cho em á Là đề cực kỳ khó đó ha, Olympic 30 tháng 4 Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua à, câu số 11 nha Họ làm tôi book là làm tôi đặt sách đó các bạn. Rồi, làm tôi đặt chỗ ha, họ làm tôi đặt cái bàn à, một tuần in advance là trước đây nha, là trước các bạn, là trước. Các bạn có cái từ là thanks in advance là cảm ơn trước nha. Rồi, thanks in advance là cảm ơn trước. Họ làm tôi đặt cái bàn một tuần trước. Rồi, lưu ý thầy nha, đây là thì quá khứ nè, phải phân tích câu bạn phải phân tích câu đây là thì quá khứ rồi đây rồi họ làm tôi đặt cái bàn một tuần trước rồi họ buộc tôi các bạn rồi có nghĩa rằng à, tôi phải rồi tôi phải i have to rồi i have to book rồi ở trên bài các bạn là có từ book bạn dùng là từ book nha một số bạn đó thì thích dùng một cái từ khác luôn là reserve Reserve reserve, Rồi đây các bạn à, Đặt một cái bàn Tuy nhiên bạn đừng có dùng cái từ reserve này Dù cho là nó đúng nha à, Chúng ta dùng theo kiểu an toàn các bạn Không cần phải đổi hết Rồi hoài thành Em lên youtube của thầy nhiều lắm nha Và lưu ý cho thầy học sinh giỏi lớp 11, 12 Thầy vẫn thấy nó Cũng ngang đề thi chuyên Anh em Nó không khác nhiều em cứ học đề thi chuyên Anh Em thi mấy học sinh giỏi vô tư luôn rồi vô tư luôn nha, thầy đã so sánh rất nhiều lần rồi. Học sinh giỏi lớp 9, học sinh giỏi lớp 9 nè, đề chuyên anh 9 nè, đề thi học sinh giỏi lớp 12 nè, ba đề y chang nhau em, nó ngang ngang nhau luôn, không khác biệt nhiều đâu. Rồi câu số 12. Rồi không phải là thi đề thi học sinh giỏi lớp 11 là khác nhiều với những đề thi chuyên khác anh em nha. Thầy thấy rằng nó chả khác luôn em. Thầy giải đề thi Olympic 30 tháng 4 lớp 5 lớp 10, ở lớp 10 và lớp 11 đó em, hai cái hầu như y chang nhau, cấu trúc y chang nhau, Xét về mức độ thì thầy thấy rằng nó chả khác luôn. Rồi, chả khác luôn em, bởi vì cấu trúc ngữ pháp, cấu trúc câu ở tới đó là là maximum rồi, không thể hơn nữa. Rồi, câu tiếp theo các bạn. Câu tiếp câu số 12 nha. Rồi, đây các bạn, thì đừng có đừng đi tới à, đừng đi tới cái phần, cái khu vực của cái thị trấn sau buổi tối. Rồi, đừng đi tới cái khu vực của thị trấn sau buổi tối rồi ở đây là đừng 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 chính là khuyên các bạn nha rồi đây chính là uh, khuyên bảo ha rồi uh, don't go và bạn thấy nè nó đứng ở đầu các bạn rồi nên uh, ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy một cái từ uh, chắc hơn từ suốt ha và ở đây người ta cho chúng ta từ mới các bạn rồi you must not go rồi you must not go Uh, uh, đề uh, cấp uh, đề học sinh giỏi cấp 3 thầy có một mớ trên bay của thầy đó nha. Em lên em tải nha. Một mớ luôn đó em, giỏi lớp 11, 12 đều có hết và thầy đã chia sẻ cho các bạn cực kỳ lâu rồi. Uh, cơ bản rằng Olympic 11 12, học sinh giỏi 11 12 mớ luôn nha. Rồi, câu số 13 các bạn. Đây. Tôi không nói bất cứ ai cái bạn làm chót nói. Rồi, có nghĩa rằng chót hứa các bạn nha. Rồi, chót hứa thì các bạn có cái từ promise á thì chúng ta sẽ liên quan tới việc sử dụng nó ha. Rồi, job promise. Rồi, uh, à uh, hứa uh, not to tell. Rồi, anyone. Cái mà tôi đã làm. Rồi, bạn sẽ viết thế này nha. Lưu ý cho thầy nha, that nè, that B1 các bạn đã học những cái câu tường thuật này rồi nha. Chỉ là B1 nè mà các bạn đã học khá nhiều câu tường thuật rồi nha các bạn nha. Ở đây bạn thấy nè bạn nào muốn ôn lại câu tường thuật á mà ở mức độ vừa, bạn cần vào đây nè. Ở đây là trang 130, unit 31, rồi của destination B1 các bạn. Rồi, ở đó các bạn có một số cấu trúc cơ bản để cho các bạn làm. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 14 nha. Tôi sẽ mua vé của Rạp Hát, Peter nói. Rồi, tôi sẽ mua. Thì đây chính là câu đổi tường thuật xa trực tiếp, sang gián tiếp các bạn. Ở đây các bạn có từ insistic nè, người ta bắt chúng ta dùng insistic thì các bạn sẽ dùng nha. Insistic. Rồi Peter insistic. Rồi, lưu ý với thầy, cái từ insistic này các bạn, một là một bạn dùng mệnh đề dat ha, động từ không chia, hai là các bạn dùng on cộng với in và trong trường hợp này chúng ta dùng được on cộng với in nha. Đây, Peter insistic on uh, buy in. Rồi, uh, các bạn sẽ viết như thế này nha. Rồi câu số 15 các bạn à, Tôi có thể có một miếng bánh không? Rồi à, tôi có thể có miếng bánh không? Là xin sỏ đó các bạn Rồi xin sỏ ha à, Đót hỏi Rồi ở đây là weather các bạn Người ta cho chúng ta là weather Hoặc là if nha Rồi if Rồi đót là mình cho là con trai các bạn nha Rồi ở đây chính là if các bạn Rồi if Rồi anh ấy có thể à uh, Have Rồi có thể có ha Rồi chúng ta lùi thì nha Đây chính là tường thuật từ trực tiếp sang gián tiếp các bạn đây chính là dạng yes no question nè. Rồi, à, chúng ta dùng if hoặc whether. Rồi, còn câu số 16 các bạn, không phải yes no question. Rồi đây, không phải yes no question nha. Rồi đây, bạn thấy không? Những câu của chúng người ta rất là hay. Người ta làm cho các bạn dễ hiểu. Rồi, không phải yes no question, bạn giữ nguyên cái từ hỏi nha. Rồi, why, giữ nguyên cái thầy. Sally action why. Rồi, ở đây thì gì các bạn? Thì quá khứ đơn. Lùi lại các bạn thì thành thì quá khứ hoàn thành. Tại sao anh ấy à, không mời nha? Hết đình. Rồi à, lùi thì các bạn, quá khứ hoàn thành. À, không đến chứ. À, không đến. On time. Rồi, quá khứ đương. Lùi thành, quá khứ hoàn thành. Rồi đây. Rồi, câu số 17 các bạn. Là ở cái... À, bây giờ nó lại liên quan tới cái việc mà dùng cái từ accuse nè. Rồi, accuse là à, tố cáo nè hồi nãy là des uh, b b1 rồi đúng rồi thầy nhớ b1 là thấy cái từ accuse rồi đó các bạn đây nè đây des b1 nè chúng ta đã học kill somebody of nè rồi bạn thấy không des b1 chúng ta đã học kill somebody of nè rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức đó ha bạn đã làm vợ cái bệnh vong của tôi simon nói chính là island uh, cáo buộc các bạn ở đây chính là accuse uh, kills nè đây rồi bạn tới someone nha tới người các bạn người là ai là Simon rồi off đó off chú ý nha off rồi theo công thức chúng ta mới thầy mới ghi đó ở đây là hép cộng v3 hép cộng v3 nha rồi biến nó hép thành verb in rồi ờ, broken giữ nguyên bởi vì nó là quá khứ làm vỡ rồi nha rồi à, cái đồng hồ của tôi các bạn đừng có dùng các bạn đừng có dùng breaking chỗ này nha Breaking thì vẫn đúng nha. Tuy nhiên cứ tập thói quen. Quá khứ cứ hết còn V3. Rồi ở đây là hết Vin còn V3. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo. Rồi các bạn sẽ qua câu tiếp theo rồi. Thầy thấy là bạn Patricia. Rồi. Rồi làm đúng rồi nha. Rồi câu số 18 các bạn. Rồi câu số 18. Thì đừng có để nè. À, đừng có rời khỏi... À, con đường trên núi rồi a à, Paul Paligia nói rồi đừng có rời khỏi con đường uh, con đường đó đừng có đi ra con đường khác các bạn ý là vậy nha rồi thì câu này mang ý nghĩa rằng cảnh báo các bạn rồi Patricia one nè rồi one ai các bạn rồi one ai one Paul rồi à, Paul đâu rồi đây Paul rồi thì các bạn có là one someone not to các bạn rồi not to verb nha đây là to verb nè còn nếu chỗ này người ta cho các bạn là pop in nè Thì các bạn sẽ sử dụng cái từ one này theo kiểu khác nha Là one someone against Rồi lưu ý với thầy nha Là against Nếu đây là pop in Rồi ở đây thầy xem Dash B1 có không nha Rồi Dash B1 có cái từ one không nha Chờ thầy xíu nè rồi, insist on one 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 đâu rồi, kéo xuống cho nó nhanh. One. Cảnh báo. nhiều khi thầy không có theo cái trật tự nha rồi db b1 không có thì đếp b2 thầy cũng đã tổng hợp Đấy, nhiều khi thầy không có tổng hợp mà thầy không có làm theo có chắc chắn là có nha đây 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 có nè ở đây là one somebody nè nó to do nè rồi destination b2 nha rồi đây hoặc là want someone nè ở bao ở gan something còn up in nè rồi đây, bạn thấy là có đầy đủ cách sử dụng của one nè. Không phải là mình viết đại là được là đúng nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 19 các bạn. Đây, số 19 đây. Bạn có thích để đi tới buổi hòa nhạc rock tuần này không David? Rồi, Maria hỏi ha. Rồi, đây chính là câu gì các bạn? Đây chính là câu mời. Người cho, cho chúng ta cái từ invite. Invite. Và cấu trúc của chúng ta là invite someone to do something nha. Rồi invite someone to do something Các bạn sẽ viết cho thầy Là invited uh, David nha Rồi David uh, To do something Ở phía sau đã có go rồi Rồi các bạn sẽ viết như thế này nha Rồi invite someone to do something Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 20 Đây 20 đây các bạn Thì chúng tôi không đặt chỗ Tôi e là vậy à, Người đại diện hãng hàng không nói người đại diện hãng hàng không thừa nhận rồi ờ rồi ờ uh, các bạn rồi rằng rồi ờ, ở đây cái cái người representative rồi ở đây là he hay she cũng được các bạn nha rồi hi uh, he cũng được mà she cũng được he hadn rồi hadn reserved rồi Uh, tại sao các bạn phải sử dụng Thì heading ở đây Bởi vì uh, như trên thầy đã nói ha Ở đây hiện tại hoàn thành Bạn lùi thành quá khứ hoàn thành Đây chính là câu từng thuật ha. Uh, Em inbox thầy gửi nha Em inbox thầy gửi nha Rồi uh, câu tiếp theo các bạn uh, Tôi xin lỗi về cái lỗi lầm mà tôi đã làm John nói Rồi đây công thức apologize các bạn rồi, để thầy xem. des B1 hay B2 nha. Rồi, des B1 hay B2. Apologize. Đây, bạn thấy nè. Apologize to someone for something. Ồ, oh, hay quá luôn. Áp dụng luôn. John, apologize. Apologize. Rồi, someone các bạn. John, xin lỗi tôi. Apologize to someone. To me. Thỉnh thoảng là bạn thấy rằng không có to me. Rồi, tuy nhiên, nếu tên người là phải có nha. Rồi, for, for gì các bạn? For, uh, đã làm một cái lỗi lầm. Rồi, ở trên bài là I made, đây chính là making. Rồi, bạn sẽ sử dụng là making, for making. Tôi xin lỗi về lỗi lầm mà tôi đã làm. Tôi xin lỗi vì đã làm một cái lỗi lầm. Rồi, như thầy đã nói rằng, bạn dùng have, uh, for have. Uh, may cũng được nha rồi đây have been made rồi uh, rồi em cứ inbox đi nha uh, mai thầy gửi cho cái gì mai thầy gửi cho tí nữa thầy on xong là thầy ngủ luôn thầy mệt lắm rồi thầy không có check inbox nổi sáng mai thì gửi cho rồi sáng mai thầy gửi cho rồi câu số 22 nha rồi số hai các bạn rồi chúng ta hãy đi tới nhà à, rạp chiếc phim Alice nói rồi đây stress bạn nào còn nhớ cách sử dụng không thì các bạn có ba cách sử dụng nha. Một là thì cộng web in, go in. Rồi, go in. À, ở trong trường hợp không phải là go in. Bởi vì phía sau người ta cho các bạn là ở phim. Rồi, ở đây là go in. Đúng rồi, go in to see ở phim. Rồi, chúng ta thêm to see vô. Hoặc chỗ này, bạn nào không thích thì các bạn viết là we nha. Rồi, we suốt sốt có suốt hoặc không, rồi quy suốt c ở phim, c này không thêm gì hết nè. rồi thầy thấy bạn Hiền Nguyễn Minh ha, rồi uh, làm đúng rồi nha, rồi Hiền Nguyễn Minh. rồi câu tiếp theo các bạn, uh, câu số 23. đây. tôi thì không có khả năng, uh, tôi thì không có thể đi đến uh, buổi đám cưới của chị của tôi, bởi vì tôi bị cúm nè. đây, lưu ý thầy nha, bối cảnh là quá khứ. Bối cảnh là quá khứ nha. Rồi. Tôi có bệnh cúm vì vậy tôi không thể đi. Rồi, so. Rồi, câu này dễ rồi các bạn. I could not go. Rồi. Could not go. Rồi, câu này dễ rồi. Rồi, câu số 24 nha. Rồi đây. Uh, bạn có thể tham gia cái tour và chơi cờ tuần tới không? Rồi, ở đây là can you. Can là khả năng đó các bạn. Ở đây là able thì chúng ta nghĩ ngay tới là be able to. Rồi, can cộng v1 bằng be able to. Đây chính là will you be able to. Rồi, to tech ở phía sau có text back in rồi. Rồi, viết thế này thôi các bạn. Rồi, câu số 25 nha. Rồi, câu số 25. Đây, thầy thấy bạn Hiền Nguyễn Minh làm uh, khá tốt nha. Rồi đây, dù cho if là một cái người bơi rất là khỏe nha. Anh ấy across the lake. Rồi, lưu ý cho thầy ha. Rồi. If là một cái người bơi giỏi nhưng cô ấy không thể bơi. Dù cho y là người bơi giỏi, cô ấy thì ở đây các bạn, ở đây người ta cho các bạn cái từ capable là tính từ. Thì chỗ này các bạn sử dụng thầy là to be nha. Rồi, to be là is nè. Rồi, is capable là có khả năng. Ở đây thêm từ not vô bởi vì cho ra không có khả năng. Hoặc là uncapable nha. Rồi, payable. Rồi, lưu ý nha, chỗ này nhìn như vậy mà bạn nào mà không biết được cái từ payable off là sẽ không đúng nha. Rồi, lưu ý này phải chữ off, bạn dùng chữ khác là chật rất liền. Và chữ swimming là hai chữ m cho thầy nha. Bạn nào biết swimming mà không có hai chữ m là chật lắc nha. Rồi, hai chữ m. Rồi, đây các bạn. Câu số 26 nha. Rồi, câu 26 đây. Thì Amanda không là một người chơi piano giỏi Rồi ở đây Amanda không là một người chơi giỏi Có nghĩa rằng không biết các bạn Không biết Rồi cái cách để chơi Know how to play nha Rồi chúng ta có cái cách sử dụng từ Đây là know how to play How to do I don't know what to do I don't know how to do I don't know where to go Ví dụ vậy các bạn rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 27 nha. Rồi, 27 đây. Chị của tôi là ca sĩ hay nhất ở trong cái dàn nhạc trường cao đẳng này. Không có ai trong cái dàn nhạc trường cao đẳng này. Rồi, có thể các bạn. Rồi, chơi, play. Rồi, tốt hơn. Rồi, đây chính là so sánh. À, từ cái so sánh nhất các bạn chuyển thành so sánh hơn. Mà không ai hơn tôi. Rồi, không ai hơn tôi các bạn. Cũng tương tự như là so sánh so nhất nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 28 nha. Đây, 28 đây. Tôi có thể sửa chiếc xe của bạn dù cho tôi không có cái dụng cụ phù hợp. Rồi, tôi không... À, tôi có thể sửa chiếc xe của bạn nè. Dù cho tôi không có dụng cụ phù hợp. Tôi might... Ở đây người ta cho các bạn là able vẫn đáp ứng đủ công thức cho thầy là might be able to. Rồi, be able to. Rồi, ở bài là fix. Rồi, những công thức rất là cơ bản nha. Rồi, công thức cơ bản ha. Để viết câu giỏi, các bạn cần bắt đầu từ những điều cơ bản các bạn. Những câu cơ bản thôi, từ từ chúng ta sẽ qua những câu khó hơn. Rồi, câu 29 các bạn. À, cái cách mà à, bạn có khả năng để mà làm một cái chiếc xe lửa mô hình nhỏ như thế này. Làm sao mà bạn có khả năng làm một cái mô hình xe lửa nhỏ như thế này? Rồi, ở đây các bạn, đây bạn thấy nè, người ta nhóm cho các bạn là manage, người ta nhóm cho các bạn là sheet bởi vì cách sử dụng nó tương tự nha. Và ở dưới đây người ta ôn lại cho các bạn nha. Rồi, ở đây sách Cambridge các bạn nha. Rồi how were you able to chính là how gì các bạn? Manage là động từ thường, động từ thường chúng ta mượn trợ động từ là did. Rồi how did you? Rồi manage. Lưu ý cho thầy, manage phải cộng to verb nha. Rồi to verb làm sao bạn có thể xây sở để mà làm. Đây. Rồi to make. Rồi, một cái mô hình đẹp như thế này. Ở dưới đây bạn thấy nè mé này tu vớp bằng sơ gì đó rồi dưới đây thầy sẽ nói sao nhớ cho thầy nè mé to tu đây mé to tu là xoay sở để làm thành công để làm các bạn đây thì nó sẽ bằng với cái này nè rồi anh của tôi xoay sở để đậu kỳ thi kiểm tra lần đầu tiên anh của tôi rồi ở đây sơ xít dịch là động từ nha rồi ở đây là sơ xít dịch ở đây là in cho thầy nha. Rồi, in các bạn. Rồi, in cộng with in. Thành công trong việc làm gì đó, pass in. À, rồi, viết về đủ rồi. Nhớ cho thầy là mé này to verb bằng sit in cộng with in. Rồi, lưu ý cho thầy, đó là cấu trúc nha. Tôi không thể chụp hình ở buổi tiệc bởi vì camera tôi bị hư. Rồi. Ở đây từ since là bởi vì nha, bởi vì từ khi bởi vì camera tôi bị hư tôi tôi với bạn tôi không có khả năng ở trên là quá khứ ở đây các bạn dùng thì quá khứ cho thầy luôn nha rồi ở đây là be able to quá khứ là was so it not able to rồi chụp hình các bạn tech rồi sẽ biết thế này rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 32 rồi 32 đây các bạn rồi bạn Hiền Nguyễn Minh làm à, rất là tốt nha Bất chấp uh, gió và mưa, người leo núi thì có khả năng để mà put up là dựng leo các bạn. Rồi, dựng leo. Bất chấp gió và mưa, những người leo núi. Rồi, uh, như thầy đã nói hồi nãy ha. Là manage, cộng tu vớp ha. Manage tu, vớp, put up. Rồi, các bạn sẽ viết như thế này nha. Rồi, manage tu vớp là thầy nói rồi đó. Câu số 33. Tôi không biết về cái ngày sinh nhật của cô ấy. Vì vậy tôi không gửi cô ấy hoa. Rồi đây chính là mệnh đề if nè các bạn. Đây chính là if loại 3 nha. Rồi if loại 3 các bạn đã học ở destination B, B1 rồi. Đây nè. B1 các bạn. B1 này nè. Là quyển uh, thi pet đó các bạn. Rồi đây bạn đã học if rồi nè. Điều kiện loại 1, điều kiện loại 2. Và điều kiện loại 3 nha. Rồi đây là thớt nè Đây thớt nè Rồi bạn đã học rồi Thì điều kiện loại 3 Chúng ta sẽ nói trái với một hành động trong quá khứ ha Rồi đây các bạn Câu này chỉ là trong quá khứ là tôi không biết sinh nhật Và trong quá khứ tôi không có gửi quà Và bây giờ nói là ân hận nè Nếu trong quá khứ tôi đã biết về về sinh nhật của cô ấy Thì tôi có thể khui các bạn Cộng hép cộng V3 Send Rồi send someone Something Rồi đây Uh, Sang someone là like her Rồi sunflowers flowers Rồi các bạn sẽ viết thế này nha Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo nha Rồi bạn Vũ Hoàng viết à, Ổn nào à, Câu tiếp theo là câu 34 Rồi đây các bạn đây Anh ấy thì rất giàu Ngày hôm nay Bởi vì anh ta mua shares là cổ phiếu các bạn nha Rồi cổ phiếu Ở trong một công ty giàu rồi, đây là câu khó nè các bạn. Câu số 34 là câu khó, bạn nào không cẩn thận là dễ sai. Vì sao? Bạn thấy nè, đây là hiện tại. Đây là quá khứ. Hiện tại anh ta giàu bởi vì trong quá khứ anh ta đã mua. Rồi, nếu nếu trong quá khứ anh ta không mua, có nghĩa rằng nếu các bạn, nếu trái với quá khứ thì chỗ này bạn sẽ dùng loại 3 là hết cộng 3, ít loại 3 đó các bạn. Còn về sau ở đây là today, là trái với hiện tại ha. Chúng ta sẽ dùng loại 2. Anh ta sẽ không giàu. Would not be rich ngày hôm nay. Rồi, à, bạn có thể dùng từ show hoặc từ very ha. Rồi, ở đây. Câu số 34 nha, là câu điều kiện loại 4 các bạn. Là điều kiện loại miss. Một vế là trái với quá khứ, là dùng loại 3. Còn một vế này, trái với hiện tại, là dùng loại 2 nhìn vậy đâu không dễ đâu rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo rồi đây các bạn à, nếu bạn vâng, nếu bạn tuân thủ trường lợi luật ở trường bạn sẽ không gặp rắc rối gì hết ở đây người ta cho các bạn từ lon bạn sẽ không gặp rắc rối rồi chữ gì các bạn khi cho các bạn chữ lon bạn nghĩ tới cho thầy so long là tạm biệt as long as là miễn là theo nghĩa của bài chúng ta sẽ dùng miễn là nha rồi miễn là bạn à, bạn tuân thủ các bạn rồi viết lại khúc này rồi bạn tuân thủ luật 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 nha rồi bạn tuân thủ luật rồi câu số 36 đây bạn không có điểm tốt bởi vì bạn không học chăm chỉ rồi đây các bạn ít nè bạn thấy ít nè rồi thấy ít phải ngó câu này Câu này, người ta cho chúng ta hiện tại, hiện tại. Vậy đây, trái với hiện tại chúng ta dùng loại 2. Nếu bạn học chăm chỉ, rồi study, rồi uh, study ha. Rồi if you study, aha. Uh, rồi đây, nếu bạn học chăm chỉ, phải bạn could hoặc would nha. Could, uh, get. Rồi, better mất Rồi, bạn sẽ viết thế này nha. Rồi. Bạn dùng could cũng được và would cũng được nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. À, câu số 37 nha. Rồi, đây. À, lắng nghe cẩn thận hoặc bạn không biết cái nào để làm. Bạn sẽ không biết cái nào để làm nếu... Rồi, câu này không có lùi thì các bạn nha. Rồi, ở đây chính là câu tương đương thôi. Có khả năng hiện tại ít lại một Lắng nghe cẩn thận hoặc bạn không biết cái gì để làm. Bạn sẽ không biết cái gì để làm nếu... Bạn không lắng nghe cẩn thận. You don't uh, listen rồi carefully cho bạn sẽ viết như thế này rồi bây giờ bạn sẽ qua câu số 38 nha rồi 38 đây các bạn đây Anna nói tiếng Đức ở đây xuất cho các bạn rồi đây xuất nè nói tiếng Đức à, tiếng Đức giỏi nha rồi à, bởi vì cô ấy sống ở Hamburg 10 năm rồi nếu Anna không sống ở Hamburg 10 năm rồi đây là một cái mệnh đề của if loại 3 Rồi trái quá khứ nha, Rồi hiện tại là Cô ấy nói được, nói giỏi các bạn Rồi chỗ này nha, là trái hiện tại nè Đây chính là if miss đó các bạn, nhìn vậy mà không dễ đâu Rồi she Sẽ không Would not speak Rồi speak cái gì các bạn Rồi speak uh, uh, German well Rồi tiếng Đức nha Rồi câu này các bạn sẽ viết như thế này Cho thầy nha À, dùng thì show các bạn dùng thì show so well rồi thêm thì show vô rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu 39 các bạn rồi 39 đây ở đây là unless là bằng if not nha là trừ khi trừ khi bạn gây ra lỗi lòng nghiêm trọng ha lỗi làm nghiêm trọng tôi chắc rằng bạn sẽ làm tốt trong cuộc phỏng vấn tôi chắc rằng bạn sẽ làm tốt trong cuộc phỏng vấn provide provide là miễn là các bạn nha rồi có đáp hoặc không miễn là. Rồi, bằng miễn là đó các bạn. Nó chính là bằng as soon as đó. as, uh, soon as uh, miễn là as long as các bạn. Rồi, lưu ý thầy nha, miễn là bạn Rồi, miễn là bạn gì các bạn? Rồi, miễn là bạn đừng có làm trong make enemy stack. Rồi, provide đi uh, chat đây. Rồi, câu số 40. Bạn cảm thấy quá mệt mỗi ngày bởi vì bạn đi ngủ trễ. Nếu bạn đi ngủ ngủ sớm hơn các bạn. Rồi, đây chỉ là if loại 2 nha, nó trái với cái câu người ta cho chúng ta là hiện tại. Early Nếu bạn đi ngủ sớm hơn, phải bạn sẽ không mệt mỗi ngày. Rồi, trái hiện tại ha. You would hoặc could nha. Rồi, would hoặc là could. ờ uh, ở trên bài, người ta dùng chúng ta là fill. Rồi, các bạn sẽ viết như thế này nha. Rồi, thầy sẽ dừng lại. Tới câu 50, thầy sẽ dừng lại nha. Rồi, à, tiếp 10 câu nữa các bạn. Rồi, no matter how. À, dù cho bạn làm việc chăm chỉ như thế nào, bạn sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền như là một luật sư. Bạn sẽ không bao giờ kiếm nhiều tiền như là một luật sư. Rồi, even. E, even các bạn. Rồi even Ở đây các bạn sẽ không có dùng cái từ even đâu nha Vì sao các bạn không dùng even đâu? Bởi vì ở đây tôi cho các bạn dấu phẩy nè Rồi bạn không dùng even đâu, Mà chỗ này các bạn sẽ dùng cho thầy là if nha Rồi dù cho even if you work really hard Viết lại nha Rồi à, không dùng even đâu nha Vũ Hoàng nha Bởi vì à, như thầy đã nói là em à, có, có, có có chữ dấu phẩy nè rồi không sao nha Vũ Hoàng cứ chăm chỉ làm 1.000 câu này à, Thầy chắc cho em làm 1.000 câu này em sẽ giỏi luôn nha à, Thi chuyên thì chưa chưa Nhưng mà em học trên trường em học vô luôn Em thi FCM thì best Khỏe re luôn Nếu không có bằng luật Bạn sẽ không có công việc đó ở Paris Cái mà bạn muốn Bạn sẽ không có được công việc đó ở Paris Cái mà bạn muốn Trừ khi Rồi đây chính là unless các bạn Unless là if not Nếu bạn không có bằng luật trừ khi bạn có bằng luật unless if not unless you you get các bạn rồi unless trừ khi nè chứ if not bạn sẽ không có công việc nếu bạn không có bằng luật tiếng việt chúng ta chỉ trừ khi nhiều khi các bạn cần phải dịch là à, uh, if uh, if not nếu không để nó dễ hiểu nha tôi có thể nghe bạn một cách hoàn hảo nè vì vậy bạn không cần để la tôi có thể nghe bạn một cách hoàn hảo vì vậy rồi, ở đây từ no. Nếu có từ no các bạn, thì bạn phải nghĩ tới cho thầy một cái danh từ nha. Ở đây, ở trên bài á, nít là động từ, vừa động từ, vừa danh từ luôn là no nít. Rồi, no là phải nghĩ tới danh từ. Mà no danh từ nghĩ tới cho thầy là there is, there are. Rồi, there is no need to shout. Rồi, không cần. Phải la. Rồi, câu 44 các bạn. Rồi, bởi vì Jack thường đến đúng giờ, tôi bắt đầu cảm thấy khá lo lắng. Rồi, đến đúng giờ mình lại cảm thấy khá lo lắng là sao các bạn? Rồi, có nghĩa là sao? Rồi, ở câu này người ta cho các bạn có từ bất bất bình thường á. Bởi vì nó ít nè các bạn. Rồi, bởi vì nó nè. Rồi, nó thì bất bình thường. In Unusual. Nó bất bình thường. Uh, for Uh, for check. rồi tôi bị tôi bắt đầu khá lo lắng các bạn rồi bởi vì chắc đã đúng giờ tôi bắt đầu khá lo lắng rồi bởi vì nó thì bất bình thường cho check để đến đúng giờ ta uh, để để trễ các bạn tôi bắt đầu lo lắng có nghĩa là chắc lúc nào cũng đúng giờ bữa bữa đây nó trễ không biết có tai nạn hay không ý là vậy nha rồi ý là vậy các bạn bây giờ các bạn sẽ qua câu số 45 nha là bao lâu chuyến bay của bạn à, uh, từ London đến này rồi ở trong trường hợp câu này các bạn thì người ta đang kiểm tra các bạn về cái cách sử dụng từ tech nha rồi tech uh, song quan thời gian cộng tu vấp rồi các bạn có áp dụng đúng công thức vậy sẽ làm được nha và đây chính là câu hỏi thì bạn sẽ sử dụng cho thầy là how long uh, từ trợ động từ là did các bạn nha rồi câu trên người ta cho chúng ta quá khứ câu dưới đây bạn sử dụng quá khứ luôn how long did tới x nha rồi tag nhớ thầy là x tag tag someone quan là someone là bạn ấy nha rồi du rồi cộng tu bóp các bạn à, uh, tu fly còn nếu có thời gian thì thời gian bỏ phía trước luôn it tag me uh, 30 phút ha 30 minutes to get there ví dụ vậy nha rồi trong trường hợp này thì chúng ta hỏi nên chưa có thời gian rồi tóm lại tag someone quan tu rồi câu 46 các bạn rồi câu 46 đây Đừng có lo lắng nếu bạn không thể tìm thấy Max Cà Phê Bởi vì hầu hết các nhãn nhãn hiệu cà phê thì tương tự nhau Rồi có nghĩa rằng đừng có lo lắng nếu không có các cà phê đã uống Uống cái khác cũng vậy thôi, nó tương tự nhau Hầu hết nhãn cà phê thì tương tự nhau Vì vậy, à so vì vậy các bạn Ở đây cái từ matter Bạn nghĩ tới cho thầy Một là no matter how Hai, no matter what Rồi, rồi, hai chữ đó ha thì ở trong đây bạn thấy rằng no matter how thì cũng không được no matter what cũng không được luôn rồi chúng ta sẽ nghĩ tới cách khác trong trường hợp này matter có thể là một cái động từ rồi ít các bạn it doesn't rồi it doesn't matter rồi nó không là vấn đề gì hết nếu bạn không tìm thấy cái này rồi đây lưu ý ha cách sử dụng của từ matter này nè tìm những cái cụm từ mà liên quan đến nó chính là quật ba tầng các bạn sẽ kết hợp từ rồi 47 các bạn tại sao siêu à, tại sao cái kệ của của siêu thị thì trống ha rồi câu 47 tại sao rồi à, tại sao kệ siêu thị thì trống ở đây là nơ thiên là không có gì tại sao không có gì các bạn rồi why is đe câu hỏi là idea ha nơ thiên rồi trên cái kệ siêu thị rồi đây cách sử dụng tương đương rồi câu số 48 các bạn, đây bạn có nghĩ cái radio này thì bị hư không? rồi à, bạn có nghĩ rồi có cái, à, cái radio này bị hư không? chính là D, is các bạn là có một cái problem rồi với cái radio này không? rồi thỉnh thoảng bạn sẽ nếu người ta cho các bạn từ wrong á là what's wrong with các bạn, ở đây là problem, there is a problem with nha. Rồi, câu 49 này các bạn. Thì vào lúc này, máy bay không đáp xuống bởi vì, rồi S bởi vì nha, hoặc là khi à, trời quá sương mù ở sân bay. Vào lúc này, máy bay không thể đáp xuống bởi vì, rồi, thì ở đây các bạn, lưu ý với thầy nè, ở đây là Foggy, là tính từ, người ta dùng Y nè, nó thì Foggy, rồi, to be Foggy, nó có sương mù trong trường hợp này người ta cho các bạn là danh từ là fork nè thì chúng ta sẽ sử dụng nó như một danh từ nha rồi bởi vì có nhiều sương mù các bạn đè uh, siêu sương mù đếm được ha số ít ha There is rồi quá nhiều rồi ở đây chính là too much rồi bởi vì sương mù đếm được các bạn too much uh, fork rồi at the airport rồi câu số 50 đây tôi rất thích uh, tôi rất là thích để mà gặp Andrea lần nữa phải không trời tôi muốn à, tôi thích à, gặp anh nữa phải không trời rồi thì đây chính là cái câu hỏi đuôi các bạn một câu hỏi mà biết cái câu trả lời rồi rồi nói dạng câu hỏi tu từ trong tiếng việt của chúng ta nha thì nó à, thích các bạn enjoy chính là nó à, wasn't it lovely rồi nó thì có à, rất là đáng yêu rất là vui rồi để mà gặp ha rồi tu si các bạn hoặc là sử dụng hay là xin in nha rồi nó rất là là, là vui rồi đáng yêu rồi đáng thích rồi ở đây người ta dùng cái từ enjoy động từ thường nha ở đây người ta bắt chúng ta dùng từ be các bạn rồi có nghĩa rằng chúng ta sẽ cần một cái tính từ và tương tự với cái từ enjoy này và người ta cho chúng ta từ lovely chúng ta dùng từ lovely luôn rồi chúng ta đã xong 50 câu các bạn thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha rồi thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Rồi à, bây giờ đã khuya rồi chúng ta sẽ dừng ở đây nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn theo dõi rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn một ở một buổi khác nha. Thầy sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cho đủ 1000 câu này để các bạn theo dõi nha. Rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn ha. Rồi gờ nay các bạn nha. Rồi gờ nay các bạn nha. Rồi. Rồi thầy ta tạ, tạm biệt cả các bạn nha. Rồi bye bye tất cả các bạn.